Mừng bạn đến với kênh Holic Audio. Mời bạn theo dõi bộ truyện cầm Tú Đích Nữ của tác giả Túy Phong Ma. Nếu yêu thích video hãy nhấn theo dõi kênh và để lại bình luận bên dưới nhé. Chương 121. Tô đau bụng, thai nhi khó bảo toàn. 3. Trần Mama nhìn gói thuốc bột nhỏ trong tay đại phu kia, liều mạng lắc đầu nói, không thể nào, thuốc này là ta tự mình lấy về, đại phu rõ ràng khai thuốc là hậu pháp. Sao có thể là nhục quế được? Không thể nào. Mặt đại phu lại lộ vẻ bất ngờ, như mày nói, ta là đại phu, hậu pháp và nhục quế khác nhau thế nào ta còn không biết sao. Nếu người nói không có khả năng, vậy nàng đau bụng là từ đâu mà ra? Đúng vậy, sáng nay cô nương ăn gì đó đều qua tay bà, gì có bát thuốc này là không? Trần ma ma nhất thời không biết làm thế nào cho phải, mặt đầy vẻ lo lắng quỷ xuống nói, lão phu nhân, thuốc này là nô tỳ tự tay lấy từ hiệu thuốc bắc về nô tỳ hầu hạ cô nương từ nhỏ không có khả năng động tay động chân trong thuốc này nhất là loại việc có hại đến cô nương như vậy vân khanh đứng một bên xem diễn không nói một từ nào ánh mắt đều đặt trên cái bao bột nhục quế mà đại phu cầm trong tay lão phu nhân hít sâu một hơn cố nhịn xuống tức giận nhìn trần ma ma quỳ trên mặt đất lạnh lùng nói thuốc này trừ ngươi ra còn có ai chạm qua. Trần ma ma nghe hỏi như thế mới sực nhớ, vừa rồi bà thật sự là quá vội vã nên quên là thuốc này còn phải qua giai đoạn nấu, vội vàng nói, việc nấu thuốc vẫn do Xuân Sảo làm. Xuân Sảo, mau kêu nàng ta vào đây, dám hạ thủ trong thuốc, muốn hại rớt con cháu thẩm gia nhà bà ư, tuyệt đối không thể. Vương ma ma nháy mắt với hai bà tử đứng bên ngoài, một lát sau, các nàng liền kéo một nha hoàn mặc áo xanh biếc tiến vào. Sao các ngươi bắt ta, làm gì mà bắt ta? Thân thể xuân xảo uốn éo, muốn dẫy khỏi tay hai bà tử, lớn tiếng trách vấn. Gương mặt già nua của vương ma ma tối xuống, không nói không rằng quăng một cái tát vào mặt xuân xảo, nhìn thấy lão phu nhân không quỳ xuống còn kêu la cái gì, không quy củ chút nào. Xuân xảo bị một cái tát lệch mặt này làm cho rớt xuống vài lọn tóc, lúc này mới quỳ xuống nói, nô tỳ gặp qua lão phu nhân, không biết lão phu nhân lôi nô tỳ lại đây có chuyện gì. Thủy Di Nương lúc này mới chậm rãi mở miệng, thuốc dưỡng thai mi cô nương uống sáng nay là ngươi nấu. Xuân xảo gật đầu, đúng vậy, thuốc mỗi ngày đều do nô tỳ nấu kỹ rồi mới đưa cho mi cô nương. Vậy ngươi có biết bột hậu phác trong thuốc dưỡng thai bị đổi thành bột nhục quế hay không? Nói mau, có phải ngươi làm hay không? Thủy Di Nương sẵn giọng quát Xuân xảo. Xuân xào ngẩng đầu nhìn nàng, đáy mắt hiện lên một tia tối tăm, rồi sắc mặt lập tức trở nên tái nhợt, lắc đầu nói, nô tỳ không có, nô tỳ không có. Lão phu nhân nhìn vẻ mặt kinh hoàng của nàng ta, đã vậy trong đáy mắt còn có tia trốn tránh, thì lập tức biết nha đầu trước mắt này đang trột dạ, cao giọng hỏi, ngươi có nói hay không? Bột hậu phác trong thuốc của Tô Mi có phải do ngươi đổi hay không? Nếu không thành thật trả lời, ta sẽ kêu lão ra đưa bái thiếp đưa thẳng ngươi đến nha môn chi phu. Vừa nghe bị đưa đi quan phủ, mặt xuân xảo xoạch một cái biến thành trắng bệch, quỳ trên đất dập mạnh đầu, lão phu nhân, người tha cho nô tỳ đi, lần sau nô tỳ cũng không dám nữa. Không ngờ hóa ra là xuân xảo đánh cháo dược, trần Mama đưa mắt nhìn sang tô sắc mặt tái nhợt đang nằm trên giường. Bà thật sự có cảm tình với tô hơn nữa lần này vốn dựa vào đứa bé trong bụng tô mi mà hai người mới có thể trở lại thẩm phù thế mà không ngờ gian tế hóa ra lại là người bên cạnh mình trần ma ma lập tức nổi giận chộp lấy xuân xảo đánh liên tiếp vừa đánh vừa mắng đồ tiện chân nhà ngươi phù nhân đưa ngươi đến hầu hạ cô nương ngươi cũng dám động tâm tư thế à có phải thấy cô nương bị cho đi thôn trang thì liền nghĩ là dễ ăn hiếp phải không dám thay đổi dược muốn mưu hại đứa nhỏ trong bụng ta đánh chết ngươi. Xuân Sảo cũng không cam tâm bị đánh, nhưng nàng dù sao cũng là nha hoàn được nuông chiều nên sức lực sao so bằng Trần Ma Ma được. Nàng vừa đánh trả một cái thì đã bị Trần Ma Ma đánh lại ghê gớm hơn, trong đó có một đấm trúng ngay mắt khiến nó lập tức bầm tím, đau đến nước mắt chảy ròng ròng. Nhìn đám người loạn tùng phèo trước mắt, vương ma ma nhíu mày, quát lớn, đủ rồi, đánh nữa sẽ kéo cả hai người các ngươi ra ngoài đánh bằng roi. Lần này, hai người mới ngừng tay, sắc mặt lão phu nhân càng thêm đen kịt, vừa rồi bà không nghe sót chữ nào, nhất là câu xuân xảo là nha hoàn do tạ thị an bài. Bà híp mắt lại, cúi xuống nhìn xuân xảo, gần giọng nói, vì sao ngươi muốn hại đứa bé trong bụng tô mi? Trọng điểm đến rồi, Vân Khanh lạnh lùng cười, chờ nghe xuân xảo trả lời, thấy mắt nàng và Thủy Di Nương giao tiếp một cái trong chớp mắt, sau đó khiếp nhược mở miệng vì nô tỳ không muốn có người sinh hạ đứa nhỏ trước nô tỳ. Thủy Di Nương nghe vậy trên mặt mang theo một chút cười trào phúng, xuân xảo, lời này của ngươi thật sự rất vớ vẩn, ngươi chỉ là một thông phòng, khoan nói tới việc ngươi vốn không được sủng ái khi còn ở trong phủ, giờ lại đi về thôn trang thì đã hoàn toàn không nhìn tới được lão gia rồi. Ngươi làm cho đứa nhỏ của mi cô nương đẻ non chẳng phải là càng khó có thể hồi phủ hay sao? Chẳng lẽ ngươi nói muốn ở thôn trang cả đời? hay là nói ngươi cho là xóa sạch đứa nhỏ của mi cô nương là có thể trừ bỏ uy hiếp, giữ được địa vị của ngươi ở thầm phù. Thủy Di Nương nói một phen, ngoài mặt là chỉ trích xuân xảo si tâm vọng tưởng, vụng về như lợn, nhưng bên trong là muốn nói cho lão phu nhân biết, đứa nhỏ này sinh ra đối với ai mới thật sự có tính uy hiếp. Xuân Sảo nghe xong, đầu lắc lia lịa, hai tay vặn vẹo vào nhau, phủ nhận, không có, không có nô tỳ không có lá gan đó, không có. Lão phu nhân oán hận nhìn Xuân Sảo, trong đầu cũng suy nghĩ. Với vị trí là thông phòng như Xuân Sảo, lại bị đưa đến thôn trang, nàng làm gì phải xuống tay trừ bỏ đứa nhỏ của Tommy cho được. Chỉ có khi đứa nhỏ của Tommy được bảo vệ, sau này Tommy được nhận về lại trong phủ, nàng mới được theo về, còn nếu xóa sạch, sợ là cả đời đều chỉ có thể ở lại nông thôn. Mà trừ bỏ đứa nhỏ này thì có lợi cho ai nhất Trong phủ hiện nay chỉ có một người sợ có người sinh được con trai trước nàng Người đó chính là tạ thị Lão phu nhân ngừng phát đầu lên Hai chồng mắt vụt ra lửa giận Giết răng nói Có phải phu nhân cho ngươi làm như vậy không Xuân xào ngẩn người Mặt hiện vẻ bị người phát hiện bí mật Sau đó lập tức lắp đầu nói Lão phu nhân Không có Phu nhân không có muốn ta làm như vậy người trăm ngàn lần đừng hoài nghi phu nhân, tất cả đều là nô tỳ chủ ý, nô tỳ đem dược thay đổi. Phu nhân không có ngầm phân phó ta làm như vậy. Nói như vậy ai còn nghe không ra ẩn ý bên trong. Lão phu nhân tức đến ra mặt phát run, quát to, tạ thị ở nơi nào. Tiền thính có khách tới, phu nhân đang chiêu đãi, bích bình nhỏ giọng trả lời. Nàng có tâm trạng nhàn nhã mà tiếp đón khách nhân nhỉ. Lão phu nhân quay đầu nhìn đại phu, thanh âm nhu hòa một chút, xin đại phu khai dược, nhất định phải bảo trụ đứa nhỏ trong bụng nàng. Đại phu gật đầu nói, tại hạ đương nhiên sẽ dốc hết sức. Lão phu nhân nghe thế gật gật đầu, bảo Bích Bình ở lại chỗ này trông chừng, còn Bích Lăng đỡ bà đi ra đại sành. Vương Ma Ma, Trần Ma Ma, Xuân Sảo, Vân Khanh, Thủy Di Nương đều đi theo phía sau. Thủy Di Nương cười thầm, tả thị à tả thị, xem lần này ngươi còn vận khí tốt mà thoát được hay không. Lão phu nhân bày tư thế này chắc chắc sẽ tẩn ngươi một trận ra trò. Tuy rằng không biết trong bụng Tô Mi đến tột cùng là nam hay nữ, nhưng lão phu nhân đã sớm xem đó là tôn tử, cháu nội trai. Lần này nếu không thể lật đổ được ngươi thì đúng thật là vận khí của ngươi tốt đến nghịch thiên. Tạ thị đang ở tiền thính tiếp đón cảnh hữu thần, nghe lão phu nhân gọi bà thì liền đứng lên, ai ngờ thấy cả một đám người ầm ầm từ trong phòng trong tiến ra. Cảnh hữu thần đứng lên muốn hành lễ, lão phu nhân cũng không thèm nhìn hắn cái nào, mở miệng mắng xa xà tạ thị, ngươi là đồ đàn bà lòng dạ đen tối, uổng cho ta vừa khen ngươi thiện tâm hậu đức, hóa ra ngươi đúng là đồ sói hoang không thuần hóa. Gả đến thẩm gia không sinh được con trai nối dòng thì thôi, còn sai nha hoàn xuống tay hại tôn tử của ta. Hôm nay nếu không hiêu ngươi, ta sẽ không họ dư. Tạ thị hoàn toàn không biết bên trong đã xảy ra chuyện gì, lão phu nhân vừa ra tới nơi đã mồm năm miệng mười mắng phủ đầu không ngừng nghỉ. Nếu bình thường chỉ toàn là người trong nhà thì bà cũng chỉ nghĩ là bà bà quen thói bắt nạt mà thôi, nhưng hôm nay nơi này còn có người ngoài, lão phu nhân một chút tình cảm cũng không lưu cho bà, đã vậy còn nói ra miệng chữ, hiu. Da mặt mỏng manh của tạ thị lập tức chứng hồng, hai mắt đỏ lên, quỳ sụp xuống nói với lão phu nhân, mẫu thân sao lại nói con dâu như vậy? Cái gì mà xuống tay hại tôn tử của ngài? Con dâu chưa bao giờ làm chuyện đối lý đến bực này, hôm nay bị mẫu thân chỉ trích mà nửa điểm cũng không biết vì sao. Thỉnh mẫu thân minh xét. Chương 122, Tô Mi đau bụng, thai nhi khó bảo toàn, 3. Thấy tạ thị bình thường nhúng nhường mặc bà la hết giờ cũng dám dùng ngữ khí đông cứng như vậy nói với mình, lão phu nhân đập tay lên bàn một cái, hô, kéo nha đầu xuân xảo kia ra cho ta, bắt nàng nói ra đến tột cùng là ai sai bảo nàng. Xuân xảo từ phía sau chạy ùa lên, than thở khóc lóc, dập đầu nói với tạ thị, phu nhân, nô tỳ chưa nói cái gì với người khác, nô tỳ cái gì cũng chưa nói, đây đều do một mình nô tỳ chủ ý, là mình nô tỳ chủ ý. Tạ thị vừa nghe xuân xảo nói vậy thì trợn to mắt, khí huyết bốc lên trong ngực, đầu óc choáng váng, chỉ ngón trỏ vào nàng lắp bắp, ngươi. Ngươi, nói bậy bạ gì đó, ta cho ngươi làm cái gì khi nào? Xuân xảo cứ như là bị nàng làm cho hoảng sợ, rụt lui bả vai, cúi đầu lắc lia lắc lìa, phu nhân nói không có thì chính là không có, đều là do tự nô tỳ làm, phu nhân đừng tức giận, nô tỳ đều gánh vác một mình. Lúc này lực chú ý của mọi người đều đặt hết lên trên tạ thị, thấy sắc mặt nàng trắng bệch ra và đôi môi run bần bật thì chỉ nghĩ rằng nàng đang khiếp đàm vì bị vạch trần ai nấy trong bụng đều thầm nghĩ, không ngờ phu nhân bình thường mặt mũi hiền lành hóa ra lại nhẫn tâm như vậy. Lý ma ma đỡ tạ thị choáng váng muốn ngã xuống, hai mắt như phun ra lửa, xuân xảo, người nói hưu nói vượn cái gì, cẩn thận kẻo ta kêu người khâu miệng của ngươi bây giờ. Thủy di nương bỏ thêm dầu vào lửa, lý ma ma thật lớn giọng, lão phu nhân và phu nhân đều ở đây, người định khâu miệng xuân xảo để cho xuân xảo không công khai ra được sự thật à người cứ nói ra đi, có lão phu nhân ở đây làm chỗ dựa cho ngươi, ngươi cứ việc nói thật. Câu cuối là nàng ta quay đầu nói với Xuân Sảo. Xuân Sảo ngước khuôn mặt dàn rụa nước mắt lên, nhìn thoáng qua Thủy Di Nương rồi lại chuyển sang nhìn lão phu nhân. Lúc này, lão phu nhân đã ngồi xuống trên tháp la hán, gần giọng nói, ngươi cứ việc nói, nếu khai thật, ta bảo hộ ngươi không chết. Được những lời này, Xuân Sảo mới xoa xoa nước mắt, sợ hãi nhìn thoáng qua tạ thị rồi mở miệng nói, đa tạ lão phu nhân bảo hộ. Sự tình là như vậy mấy ngày trước phu nhân tới thôn trang liền lặng lẽ sai hổ phách đến nói chuyện với nô tỳ nói phu nhân hiện tại không có con trai, cũng không hy vọng tiếp thất thông phòng khác sinh hạ con trai trước nàng mà đoạt mất vị trí trưởng tử, bảo nô tỳ lặng lẽ thay đổi thuốc bột trong gói thuốc dưỡng thai. Người nói bậy, hổ phách lúc này cũng nổi giận. Nàng làm chuyện bực này hồi nào? Xuân Sảo không sợ hãi chút nào nhìn thẳng vào mặt nàng, giọng đầy chân thật, ta không có nói bậy. Lúc đó ngươi còn nói dược chưa có chuẩn bị tốt, để tránh người ta phát hiện ngươi đưa thuốc cho ta nên ngày hôm sau cố ý sai một tiểu nha hoàn cầm theo thuốc đi đến phòng bếp lấy siêu sắc thuốc. Bảo ta cầm sẵn một bao thuốc giả vờ như đụng phải tiểu nha hoàn kia mà cháo đổi, thay vào bột nhục quế. Nàng quay đầu khóc lóc kể lể với lão phu nhân, lão phu nhân, nô tỳ vốn không chịu, nhưng hổ phách nói nếu nô tỳ không nghe theo sẽ khiến cho người ở thôn trang lén giết chết nô tỳ dù sao nơi đó hẻo lánh lại không ai biết chết một hai người làm căn bản sẽ không có ai chú ý tới nô tỳ thật sự không có cách nào mới làm như vậy thủy di nương che miệng kinh ngạc nói lúc ấy chỉ có hai người các ngươi không có ai khác biết được chuyện này sao xuân xào lắc lắc đầu hổ phách nói muốn giữ bí mật việc này không thể làm cho những người khác biết. Bất quá, nô tỳ nhớ rõ tiểu nha hoàn kia là trụy nhi trong viện của phu nhân. Lúc ấy chính nàng cầm thuốc đến phòng bếp, lão phu nhân không tin có thể gọi nàng tới hỏi một chút xem có phải ngày ấy hổ phách bảo nàng mang thuốc đến phòng bếp để lấy siêu nấu hay không. Gọi trụy nhi kia tới, lão phu nhân vung tay lên, lập tức có người đi gọi trụy nhi. Sau một lúc lâu, một tiểu nha hoàn chưa được xếp bậc từ bên ngoài vào, thấy lão phu nhân thì đầu tiên quỳ xuống hành lễ, sau đó lại kể lại chuyện ngày hôm đó. Ngày ấy hổ phách tỷ tỷ nói phải nấu canh an thần cho phu nhân, nhưng siêu mang theo đã bể mất. Nàng lấy ra một bao dược, bảo nô tỳ đi phòng bếp tìm siêu. Trên đường về, nô tỳ không cẩn thận đụng phải xuân xảo tỷ tỷ, lúc ấy trong tay nàng đúng là cũng cầm một gói thuốc giống như đúc cái nô tỳ đang cầm. Về phần những cái khác, hổ phách tỷ tỷ không nói gì thêm nàng nói xong, không khí trong phòng càng thêm ngưng trọng. Nàng hoàn toàn không rõ chuyện gì đang xảy ra, chỉ thật sự cầu thị mà kể rõ sự việc ngày hôm đó như thế nào. Nhưng những lời này vào trong tai lão phu nhân và những người khác lại trở thành một ý khác hoàn toàn. Nghe đến đây, hồ phách rốt cuộc đã hiểu được rằng ngay từ đầu đã có người sắp xếp tốt cạm bẫy chờ nàng cùng phu nhân nhảy xuống. Cái siêu sắc thuốc bằng từ xa kia bị hỏng chắc chắn cũng không ngoài ý muốn nàng đưa bao thuốc bảo trụy nhi đi phòng bếp lấy siêu nhưng nàng không hề lấy bột nhục quế cái gì để cháo đổi cũng chưa từng nói đứa bé trong bụng mi cô nương phải bị xóa sạch tạ thị mặt trắng xanh tức đến nỗi không thốt ra được câu nào nàng chưa từng nghĩ rằng sẽ có một ván cờ được sắp xếp kỹ càng như vậy lý ma ma gót xuân xảo xuân xảo con người ta làm gì đều có ông trời chứng kiến trước giờ phu nhân đối xử với ngươi không tệ sao ngươi lại có thể nói ra những lời trái lương tâm như vậy? Xưa này phu nhân đã từng làm chuyện hại người bực này bao giờ đâu. Cẩn thận ông trời giáng xét, chém ngươi thành hai nửa đó. Ngươi cầm miệng cho ta, lão phu nhân vỗ kỳ trà bên cạnh, lớn tiếng quát lý ma ma, một nô tài như ngươi dám la hét người khác trước mặt ta à? Ngày thường kiêu ngạo ương ngảnh quen rồi, giờ còn dám dọa người, đều do tả thị dạy cho lá gan lớn như thế một độc phụ dám hại tôn tử của ta, người kề cận chắc chắn cũng không phải người tốt. Người tới, kéo Lý Mama ra ngoài đánh 40 đại bản cho ta, cho nàng biết ai là chủ ai là nô. Lý Mama là vú nuôi của Tạ thị, ở bên cạnh nàng từ nhỏ, tình nghĩa giữa hai người không giống với người khác. Lúc này, lão phu nhân nói kéo Lý Mama ra đánh bằng roi thì cũng giống như trực tiếp đánh vào mặt Tạ thị. Tạ thị cắn chặt răng, hít mạnh một hơi, đứng dậy hai mắt kiên định nhìn lão phu nhân lý ma ma chẳng qua muốn nói lời công bằng cho con dâu mà thôi tại sao mẫu thân chỉ bằng lời nói của một nô tỳ như xuân xảo đã lập tức định tội cho ta thủy di nương nhìn thấy như vậy trong mắt xẹt qua ý cười không dễ phát hiện mở miệng nói thôi bỏ đi lão phu nhân ta thấy phu nhân cũng không phải cố ý dù sao nhiều năm như vậy nàng không sinh hạ được con trai trưởng nên nhìn thấy mi cô nương có thì tự nhiên là nóng vội một chút thôi. Đây là nhân chi thường tình, mong lão phu nhân thứ tội. Nói thì hoa mỹ, nhưng cầu tình là giả, định tội là thật, chẳng những không làm giảm cơn tức của lão phu nhân mà ngược lại càng làm cho bà thêm giận dữ. Vân Khanh đứng một bên, đợi cho vở tuồng này lên đến cao trào, mọi người ai nấy đều đã nhìn thấy nghe thấy tất cả mọi sự việc rồi lúc này môi nàng mới xẹt qua một tia cười lạnh nhàn nhạt, ánh mắt đảo qua mặt xuân xào cùng thủy di nương một lượt, rồi mới mở miệng nói, tổ mẫu, cháu gái có mấy câu muốn nói. Cảm ơn bạn đã ghé thăm kênh Holic Audio, chương 123, tình thế đảo ngược, thủy di nương bị đánh, một Người còn muốn nói cái gì, giúp nương ác độc của ngươi lấp liếm sao? Lão phu nhân tức giận tận trời, hai mắt nhìn vân khanh như phun ra lửa, muốn đốt cháy cả nàng cùng tạ thị thành cho mới cam tâm. Cũng dám mưu hại tôn tử của bà, lòng giả thật quá ác độc, như rắn như giết. Trong nháy mắt, ánh mắt của mọi người đều tập trung về phía Vân Khanh. Ai cũng muốn nhìn xem khi mọi chứng cứ đã vô cùng xác thực như thế này rồi, nàng còn có thể nói ra cái gì. Thủy Di Nương nhìn Vân Khanh đứng ra, trong lòng xẹt qua một tia vui sướng. Nàng đi ra cũng tốt, chỉ cần nàng nói giúp tạ thị Lão phu nhân tự nhiên sẽ cảm thấy Thẩm Vân Khanh cũng đáng ghét giống nương của nàng, rồi đuổi cả Tạ thị và con bé ra khỏi đây. Sau này, Thẩm phủ chính là bầu trời của riêng nàng ta. Vân Khanh cười thản nhiên, mặt không chút nào bối rối, đi lên phía trước phúc thân với lão phu nhân, nói: "Tổ mẫu, hôm qua Vân Khanh cũng nhặt được một gói thuốc, muốn nhờ đại phu kiểm tra một chút xem đó là loại dược gì." Lúc này mà còn kiểm tra dược gì nữa? tất cả mọi người đều cảm thấy kỳ quái lão phu nhân thì nhíu mày lúc này đừng tưởng rằng ngươi hồ nháo là có thể rời đi trọng điểm rời đi trọng điểm nàng hoàn toàn không cần phải làm thế vân khanh gật đầu với thanh liên thanh liên lấy từ trong tay áo ra một gói thuốc bột trình trên lòng bàn tay bích lăng vừa thấy bao thuốc bột kia liền nhíu mày thủy di nương cũng kỳ quái hỏi đây không phải là bao bột nhục quế sao nàng nhìn thoáng qua tạ thị một cách cổ quái sau đó cười rộ lên nói vừa rồi phu nhân chẳng đã nói là không hề lấy bột nhục quế gì sao cái này lại lấy từ trên người tiểu tỷ ra rất kỳ quái nha vân khanh cười lạnh một tiếng thủy di nương người há mồm cũng đừng vội vã loạn cắn người coi chừng cắn chính mình đấy không muốn khóc khó coi đâu nhỉ lời này có ý ám chỉ mặt thủy di nương chợt lóe nét bối rối rồi biến mất ngay lại lập tức phản bác ta có nói gì sai đâu Bột thuốc này thoạt nhìn giống như bột thuốc bên trong gói thuốc dưỡng thai của mi cô nương mà. Có phải hay không? Cứ kêu đại phu đến bình luận đi." Vân Khanh mỉm cười, nói với lão phu nhân, "Nếu tổ mẫu muốn định tội nương, nay ta lấy ra chứng cớ từ trên người, ngài kêu đại phu đến bình luận thì sẽ có lực thuyết phục hơn đấy." Lão phu nhân liếc xéo mắt nhìn Tạ thị vẻ mặt không phục đứng một bên, hừ lạnh nói, "Hừ, đi, vào kêu đại phu kia ra." cho hắn nhìn xem bao thuốc này bên trong đến tột cùng là cái gì. Bích Bình dẫn đại phu từ trong phòng đi ra, thanh liên liền cầm gói thuốc trong tay giao cho đại phu. Lão phu nhân nói, mời ngươi nhìn xem, trong này là bột nhục quế ư. Mắt đại phu kia lóe lên một chút, thoáng giao tiếp trong không trung với Thủy Di Nương một cái, sau đó cầm lấy bao thuốc bột kia nhìn nhìn, lại sờ vài lần, sau đó quay đầu nhìn lão phu nhân, nói bằng giọng thập phần khẳng định. Hồi lão phu nhân, đây cũng là bột nhục quế. Vân Khanh nhìn hắn, cười rộ lên nhẹ giọng nói, đại phu cần phải tinh tế nhìn kỹ nhé, đây có phải là bột nhục quế hay không? Bị cặp mắt phương đẹp đẽ kia nhìn chầm chầm vào mình, đại phu không hiểu sao lại có hơi kinh hoàng. Hắn lại mở ra, nhìn xem, lại ngửi ngửi, sau đó khẳng định nói, bao thuốc bột này chính là bột nhục quế giống như đúc về mùi và màu sắc với loại thuốc bột bên trong thuốc dưỡng thai kia, ta tuyệt đối không có nhìn lầm. vậy sao? đại phu thật sự giỏi ghê, chỉ cần sờ một lần như thế đã có thể phân biệt bột hậu phác và bột nhục quế rồi. thế mà tiểu nữ bất tài trước đây một thời gian lật xem sách thuốc thì chỉ học được rằng muốn phân biệt bột hậu phác và bột nhục quế nếu chỉ dựa vào màu sắc và khí vị thì khó có thể phân ra được. Ngay cả đại phu làm nghề y nhiều năm đều phải nếm thử một chút mới có thể khẳng định sự khác nhau giữa hai thứ. Thật không biết đại phu mài hóa ra là hạnh lâm cao thủ tại Dương Châu, Vân Khanh thật là ếch mồi đáy giếng. Vân Khanh tiến lên một bước, đối mặt với đại phu mà ôn nhu cười nói. chương 124, tình thế đảo ngược, Thủy Di Nương bị đánh, hai Không xong, tại đây mà còn trùng hợp gặp được một kẻ hiểu biết về thuốc trên trán đại phu bắt đầu dịn mồ hôi, nhìn bao thuốc bột trong tay kia mà nghĩ đối sách. Hắn được người ta mời đến làm chứng, muốn chứng minh gói thuốc này bên trong chính là bột nhục quế. Người kia đã căn dặn, những thứ này nàng đã xuống tay kỹ càng. Đến lúc đó hắn chỉ cần làm bộ làm tịch thử qua loa rồi nói ra trong đó là cái gì là đủ rồi. Chuyện khác hoàn toàn không cần hắn nhúng tay. Vì sao giờ lại có nhiều chuyện khó giải quyết đến vậy? bột nhục quế và bột hậu phát đúng là phải nếm thử nhưng loại chi thức này người bình thường làm sao biết được hắn sượng lại một chút nghĩ bụng dù sao trong phòng này cũng không nhiều người nhận biết được mặt thuốc tình thế mới vừa rồi hắn thấy cũng hiểu được mẫu thân cô gái này đúng là đối tượng bị đối phó chỉ cần hắn khăng khăng một mực đây là bột nhục quế thì ai làm gì được vì thế hắn ngẩng đầu biện luận tiểu thư nói đúng vậy nhưng tại hạ làm nghề y nhiều năm nên vẫn có thể phân biệt được sự khác nhau trong đó lão phu nhân thấy hai người ngươi một câu ta một câu lại thấy vẻ mặt cháu gái thong dong chấn định mà đại phu kia đã có thần sắc cuống quýt thì không khỏi nổi lên lòng nghi ngờ rốt cuộc bột thuốc này có phải là bột nhục quế hay không nếu không phải thì chỉ cần phạt một mình tạ thị là được rồi cháu gái dù gì vẫn là cốt nhục của thẩm gia tuy là nữ nhưng nay trong nhà cũng chỉ có một huyết mạch là nàng mà thôi. Bà hít sâu một hơi, nói, đi thỉnh tề đại phu hồi xuân quán đến. Tề đại phu là vị đại phu lần trước bắt mạch cho tạ thị. Hắn thường xuyên đến tầm phủ kiểm tra thân mình cho lão phu nhân nên đối với y thuật của hắn lão phu nhân có vẻ yên tâm. Lần này chẳng hiểu tại sao lại mời vị đại phu lạ mắt này. Ai ngờ bên ngoài rất nhanh liền truyền đến tiếng bước chân, một tiểu nha hoàn tiến vào truyền lời tề đại phu đã muốn đến trước cửa đây thật đúng là buồn ngủ gặp chiếu manh lão phu nhân không kịp hỏi là ai kêu hắn đến đã sai người nhanh mời hắn vào trong tề đại phu vào cửa đầu tiên hành lễ chào lão phu nhân và tạ thị sau đó nhìn thấy đại phu kia đang đứng ở trong phòng này liền chắp tay nói hoàng đại phu hoàng đại phu trong bụng cuống cuồng cảm thấy món tiền hôm nay kiếm được quá nguy hiểm nhìn gói thuốc bột trong tay mà như cầm phải một cục than nóng phỏng tay. Vân Khanh thấy hắn đến đây liền tiến lên thi lễ, tề đại phu, trong tay hoàng đại phu có một bao thuốc bột, ngươi có thể nhìn xem đến tột cùng là dược gì không? Tề đại phu gật gật đầu, đưa cái hòm thuốc cho tiểu nha hoàn phía sau, tiếp nhận bao thuốc bột kia. Hắn cũng không làm giống như hoàng đại phu lúc nãy là chỉ ngửi ngửi không thôi, mà lấy tay bốc lên một chút, vê vê ở đầu ngón tay, tiếp theo lại dùng đầu lưỡi nếm nếm thuốc bột, tinh tế nhấm nháp hương vị. Mãi gần nửa chén trà, hắn mới thận trọng ngẩng đầu lên nhìn vào mắt Hoàng Đại Phu. Thủy Di Nương trong lòng xẹt qua một tia vui sướng, nhíu mày hỏi, tề Đại Phu, bột thuốc trong bao đúng là nhục quế. Tề Đại Phu gói kỹ gói thuốc lại, nói, thuốc trong bao này là nhục quế. Nghe vậy, Thủy Di Nương mừng rỡ trong bụng, vội vàng nói, xem ra cả hai vị đại phu đều tra ra đây đúng là bột nhục quế nàng ngẩng đầu nói với tạ thị tì tì ngươi cũng đừng nóng vội quá chẳng qua chỉ hoài dựng trước ngươi thôi mà nhiều năm như vậy thủy di nương ngươi cũng mất quy củ quá đại phu còn chưa nói xong có lời gì vui sướng khi người khác gặp hỏa vẫn nên đợi cho ra kết quả đi rồi hãy nói xong vân khanh ngữ khí lạnh lẽo cứng rắn đánh gãy lời thủy di nương Thủy Di Nương nhớ mày, cười lạnh nói, tề đại phu vừa rồi rõ ràng nói đó chính là bột nhục quế. Chậm đã, tề đại phu đánh gãy lời Thủy Di Nương, chắp tay nói, có thể Thủy Di Nương hiểu lầm cái gì, căn cứ kinh nghiệm nhiều năm làm nghề y của tại hạ, thuốc trong bao này hẳn là bột hậu pháp mới đúng. Nét mặt mọi người trong phòng đều ngẩn ra, mặt lão phu nhân cũng xẹt qua một tia quái dị. tề đại phu, vừa rồi Hoàng Đại Phu nói đây là bột nhục quế. Tề Đại Phu cúi đầu nói, căn cứ theo kinh nghiệm của Tại Hạ mà phán đoán, đây là bột hậu pháp. Y thuật của Tề Đại Phu ở Dương Châu rất nổi danh, nếu không thì sức khỏe của lão phu nhân đã không giao cho hắn điều trị, nên thật ra bà tín nhiệm trần đoán của hắn nhiều hơn so với của Hoàng Đại Phu. Mắt lão phu nhân đảo một vòng trên mặt Hoàng Đại Phu, trong ánh mắt lộ ra vẻ hoài nghi. Tạ thị lúc này đã bình tĩnh lại, thấy tề đại phu trần đoán bao thuốc bột lấy từ nữ nhi là bột hộ pháp thì lập tức bớt lo lắng, mở miệng nói, thế nào, thủy di nương, vừa rồi ngươi còn khăng khăng nói đây là bột nhục quế mà, sao giờ lại không nói tiếng nào. mươi 125, tình thế đảo ngược, thủy di nương bị đánh, ba. Thủy di nương nhẹ liếc mắt nhìn hoàng đại phu đứng bên cạnh một cái, vẻ mặt căm giận khi quay đầu lại thì ngoài cười nhưng trong không cười vẻ mặt xinh đẹp lại mang theo một tia xấu hổ nói vừa rồi là đại phu trần đoán nên tỳ thiếp đinh ninh là đúng vậy nhưng nếu không phải là nhục quế mà là hậu phát thì càng làm cho người ta hoài nghi nha ai biết thuốc bột kia có phải do các ngươi cháo lại hay không vân khanh bật cười miệng thủy di nương thật đúng là lợi hại nàng không chút hoang mang nói nếu hoàng đại phu có thể kiểm tra sai bao thuốc này thì có lẽ thuốc bột trong gói thuốc dưỡng thai kia cũng bị kiểm tra sai. Chúng ta không ngại cùng lấy ra xem lại đi. Thủy Di Nương chẳng cần giữ mồm giữ miệng, đại tiểu thư đúng là cẩn thận, mà nói cũng đúng. Vậy cứ cho người lấy thuốc dưỡng thai ra nữa để kiểm tra đi. Nói xong, nhìn Xuân Sảo còn đang quỳ trên đất bụng mặt khóc thút thít, âm thầm cười lạnh. Thuốc này nàng đã sai người mua bột nhục quế đưa Xuân Sảo thay đổi hết từ trước cho dù có đổi một trăm đại phu thì bên trong thuốc dưỡng thai cũng sẽ chỉ là nhục quế bít liên vào trong đem chuỗi bao thuốc dưỡng thai vừa rồi ra tề đại phu lại tinh tế kiểm tra trầm mặc không lên tiếng mặt thủy di nương đầy đắc ý người cứ nói thẳng trong này là thứ gì đi cho dù là bột nhục quế cũng không sao không cần phải do do dự dự lúc này tề đại phu cũng ngừng đầu nhìn hoàng đại phu chỉ vào thuốc bột trong tay hỏi mới vừa rồi ngươi chẩn đoán thứ bên trong là gì hoàng đại phu lúc này đã không còn chắc mầm như hồi đầu do dự một chút mới mở miệng nói là bột nhục quế đáy mắt tề đại phu hiện lên một tia khinh thường lắc lắc đầu lấy bao thuốc bột kia ra lần nữa nói hoàng đại phu trong sách thảo mộc có ghi lại nhục quế hương thơm mà vị chát hậu phát vị đắng hai thứ này vẻ bề ngoài thì tương tự nhưng dược tính lại bất đồng cực lớn người hành nghề y ở dương châu cũng đã hai năm nếu thường bốc thuốc thì hẳn phải nhận ra ngay thuốc trong bao này là bột hậu phát tuyệt đối không thể là bột nhục quế được thủy di nương lắc đầu phủ nhận châm cài bằng vàng dòng trên đầu đụng vào nhau phát ra tiếng lem keng không có khả năng chỗ này nhất định là bột nhục quế tại hạ làm nghề y mấy năm từ tám tuổi đã bắt đầu đến làm học độ y quán dược vị qua tay vô số kể nếu tại hạ ngay cả hậu pháp và nhục quế cũng phân biệt không được thì há có thể ngồi tại hồi xuân quán dương châu hành nghề y sao mong thủy di nương chớ mở miệng nói bậy tề đại phu thấy có người lăng nhục tính chuyên nghiệp của mình thì cũng không còn giữ vẻ mặt hòa khí nữa hắn tuyệt đối không cho phép người nào nói xấu thanh danh của hắn hoàng đại phu ngươi mặc dù không phải danh y nhưng cũng là trợ lý đại phu đừng bị hắn áp bách nói mau Thuốc này rốt cuộc là cái gì?" Thủy Di nương tràn đầy tự tin, bên trong gói thuốc kia không có khả năng là hậu pháp. Hoàng đại phu đã nhận tiền của nàng ta nên muốn làm tốt sự tình nhanh cho xong, dù hắn chưa nếm nhưng bên trong bao này nhất định là nhục quế chứ không là thứ khác. Lúc này dù bị thanh âm sang sảng của Tề đại phu làm cho sợ phát run, nhưng vẫn cố hít sâu một hơi, chống đối, đúng, Tề đại phu Ngươi không thể ỷ mình là đại phu của hồi Xuân quán thì có thể ỷ thế hiếp người. Ỷ thế hiếp người, Tề đại phu nghe vậy giận quá hóa cười, cầm một bao thuốc bột chỉ ra đại môn, nói: "Hoàng đại phu, ngươi đã nói như thế vậy, hôm nay chúng ta lập tức trình lên quan phủ xem đi, xem bột thuốc trong bao này đến tột cùng là nhục quế hay là hậu pháp. Nếu ta nói sai, ta lập tức sẽ thu thập hành lý về quê không theo nghề y nữa, nếu ta đúng" vậy ngươi chính là kẻ y làm nghề y mà khinh người sao ngươi muốn hay không thành âm của hắn vô cùng lớn làm cho hoàng đại phu chấn động đến không nói nên lời cả một lúc lâu thật ra trong thâm tâm hoàng đại phu đã biết tề đại phu trần đoán khẳng định là chính xác nếu thuốc trong bao này không phải hậu phát thì tề đại phu đã không nói trình lên nha môn để tranh luận hắn mà đến quan phủ một khi bị định tội làm nghề y mà khinh người thì cuộc đời này đừng nghĩ sẽ được kiêu ngạo khi làm đại phu nữa. Tuy rằng Thủy Di Nương cho hắn một thỏi vàng, nhưng số vàng đó cũng chỉ đủ cho nhất thời. Nếu không hành nghề y được, mẫu thân trẻ nhỏ trong nhà hắn nửa đời còn lại sẽ như thế nào? Nghĩ thế, sắc mặt hắn lập tức xám như cho tàn, chắp tay nói, tại hạ học y không tinh, chẩn đoán bị lầm, thẹn với chư vị. Dứt lời, một tay đoạt lấy hòm thuốc liền vội vàng chạy ra ngoài. Vân Khanh nhìn bóng dáng chạy như ma đuổi của hắn mà cười lạnh không thôi. Nàng đã an bài bà tử đợi sẵn bên ngoài từ nãy, muốn trốn cũng không dễ như vậy. Thủy Di Nương há mồm muốn gọi Hoàng Đại Phu đứng lại, nhưng khi thấy trong mắt mọi người đều lộ ra vẻ khinh bì thì lại nhịn xuống tiếng la, mặt biến hóa hơn chục về. Mắt nàng dừng lại trên bao thuốc bột kia, nghĩ nghĩ một lúc rồi mở miệng phản đối, tề Đại Phu, ngươi không phải bị ai mua chuộc nên mới đem bột nhục quế bên trong nói thành bột hậu pháp đó chứ. Nàng vẫn chưa từ bỏ ý định, một cơ hội tốt như vậy sao có thể lãng phí cho được. Chớ suy bụng ta ra bụng người, Thủy Di Nương, Vân Khanh cười cười, mặt lộ ra một tim mỉa mai, Thủy Di Nương, người nghe bột thuốc bên trong thuốc dưỡng thai là hậu pháp thì trông như rất thất vọng nhỉ. Không, ta nào có, Thủy Di Nương kinh hoàng đến ngay cả quên phải tự xưng là tỷ thiếp nhìn chằm chằm vào Xuân Sảo, nói, rõ ràng là Xuân Sảo nói đã thay đổi dược, ta chỉ cảm thấy kỳ quái, phu nhân cũng đã bảo nàng đổi, sao giờ lại có thể là hậu pháp. Phần này đến đây là hết. Mời các bạn theo dõi tiếp các video khác trên kênh. Nếu các bạn yêu thích kênh, hãy nhấn theo dõi nhé. Cảm ơn các bạn.